Ok nào, chào các bạn. Ok, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Đông Mờ Nối Vlog của Sống Châu Phi. Hôm nay là ngày đầu tuần, các bạn anh em mình này quay trở lại ở chỗ nhà thờ công trình nhà thờ. Buổi sáng nay cô nói em ăn cắt ở nhà đưa đồ ăn vào các bác thợ nấu ăn rồi. Bây giờ mình là buổi trưa, mình cũng là teo đi một số bản bây giờ mình quay lại công trình để đưa một ngô vào cho mọi người nấu ăn ngày mai.
trường. U bà không bơi chị ạ. Mọi người dám nghỉ ăn trưa các bạn. Ta bông, bông một tí. Mọi người nghỉ ăn trưa.
cái màu, cái con cà phê nhá. Đúng con cà phê. Ờ, thì nó tan được. Ở bên này cũng như họ cũng bán đồ cũng đa dạng như Việt Nam mình. Mua tôn ở đấy rồi nhưng mà cái cúp này mình ra đây cho đấy cũng có. Có thể là ở đấy mà có thì mua ở đấy, không phải mai thì nhờ em Toàn em về em mua trên thành phố đưa xuống điểm để mai lấy xong mai tôn. Ah!